Không ngờ rằng công chúa Điện Hạ mới đây đã 14 tuổi rồi. Đúng vậy, nghe nói Điện Hạ gần đây học tập rất chăm chỉ. Chả trách gần đây rất ít khi thấy Điện Hạ. Eretova Lavoflow, bệ hạ đến. Abila Lavoflow, Điện Hạ đến. Lydivia Lavoflow, Điện Hạ đến. Vinh hạnh của đế quốc được gặp qua hậu duệ của mặt trời. Hoàng đế bệ hạ, công chúa điện hạ, Lyrivia điện hạ. Hôm nay là yến tiệc thân mật trong gia đình để chúc mừng sinh nhật 14 tuổi Gabila. Các vị không cần cảm thấy gò bó, cứ tận hưởng thoải mái yến tiệc nhé. Đi chơi vui vẻ nhé. Con biết rồi, phụ hoàng. Bệ hạ, con sẽ chăm sóc em gái thật tốt. Điện hạ, sinh nhật vui vẻ. Quà của thần đã giao cho quản gia Taminia, hy vọng người sẽ thích. Điện hạ càng ngày càng xinh đẹp, thần tặng một bộ trang sức. Đó là đá quý hiếm của nước láng giềng mang đến để chế tạo thành. Nghe nói Điện Hạ gần đây đang xem các sách cổ của sách Dila, tôi đặc biệt tìm sách, trình bày và phân tích sách cổ của ông ấy để tặng cho người. Cảm ơn món quà sinh nhật của các vị đã tặng cho tôi. Đợi chút nữa về phòng, tôi sẽ xem qua. Cảm ơn tất cả mọi người. Điện Hạ cũng phải xem quà của tôi đấy. Còn quà của tôi nữa, Điện Hạ. Abila. Vụ họp bắt đầu rồi. Đã nói điều nhảy thứ nhất sẽ nhảy cùng chị đó. Xin lỗi các vị, tôi có việc một chút. Kinh ngạc. Việc này quả thật rất thú vị. Hai vị điện hạ lại lựa chọn nhảy cùng nhau. Đáng ghét, ta vốn dĩ sẽ mời công chúa điện hạ nhảy điều đầu tiên. Em đã nghe thấy có 6 người muốn mời em khiêu vũ rồi. Abila nói điều nhảy đầu tiên sẽ nhảy cùng với chị còn giật cả mình nữa đấy. Như thế không phải là cắt đứt tâm ý của những người đó sao? Cũng giúp ta từ chối lời mời của những người đó. Từ lúc Lyrivia giúp ta giải vây ở buổi trà đạo, mối quan hệ của ta và Lyrivia trở nên thân thiết hơn. Lyrivia thông minh hơn so với trí tưởng tượng của ta. Nhưng có lẽ là do lúc nhỏ sống lưu lạc bên ngoài, cô ấy sẽ không từ chối yêu cầu của người khác. Lần này nếu không phải ta có ý nghĩ kỳ lạ đề xuất nhảy cùng nhau. Chị e rằng cô ấy bởi vì không biết làm sao từ chối mà sẽ nhận lời hết. Điệu nhảy của hai vị điện hạ thật sự rất đẹp mắt. Witovas Lavovlos tham kiến hai vị điện hạ. Witovas. Công tước Witovas rất vui khi gặp ngài. Công tước Witovas. Vâng, điện hạ. Em trai ruột của hoàng đế, công tước Witovas. Lịch sự tao nhã trong tiểu thuyết đã nhiều lần giúp đỡ nhân vật chính nam nữ. Cũng chính vì hắn công kích Abila, sát hại hoàng đế và đem Abila lên pháp trường. Bây giờ mình an phận, chắc sẽ không bị đưa lên pháp trường nữa chứ. Điện hạ làm sao thế? Không sao, không sao, chỉ là hơi kinh ngạc thôi. Nói ra ta và điện hạ cũng lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Gần đây bận học, quả thật là lâu lắm rồi chưa gặp mặt công tước. Sau lần vũ hội trước, suýt tí nữa là có thể gặp mặt công tước, nhưng bị phụ hoàng và mình từ chối rồi.
Xem ra Lyria. Xem ra Lyria là người do công tước mang về. Quyển sách mấy ngày trước công tước đại nhân đưa tới, Lyria rất thích. Nhưng độ khó. Xem ra Lyria là người do công tước đang về. Xem ra Lyria là người do công tước mang về. Mấy quyển sách trước. Xem ra Lyria là người do công tước mang về. Quyển sách mấy ngày trước công tước đại nhân đưa tới, Lyria rất thích. Nhưng quyển sách đó độ khó rất cao. Bây giờ Lyria đọc qua còn có một vài chỗ không hiểu. Đến nay vẫn chưa đọc xong. Không sao, quyển sách đó Lyria điện hạ có thể từ từ đọc. Là tại sao cảm thấy hai người này đang nói bí mật gì đó? Hôm nay là sinh nhật của điện hạ, ta không làm phiền điện hạ nữa, chúc điện hạ chơi vui vẻ. Đúng rồi. Quà ta đã chuyển đến phòng của điện hạ rồi, điện hạ chắc chắn sẽ rất thích. Vâng, cảm ơn công tước. Cuối cùng đã đi rồi, nói chuyện với hắn ta mệt quá. Đã kết thúc rồi. Điện hạ, quà của người vẫn chưa mở ra. Gọi Jerome Lirini qua đây, chúng ta cùng nhau mở đi. Đây chính là sợi dây chuyền mà vị phu nhân đó nói. Đây chính là quà của phu nhân Whitefrost đưa tới. Cái này không phải của nhà Logi sao? Đúng vậy. Hả? Viên bảo thạch này đẹp quá. Đây chính là viên đá thánh của giáo hội. Do công tước Quitovas mang đến. Quà ta đã chuyển đến phòng của điện hạ rồi. Điện hạ chắc chắn sẽ rất thích. Là hắn ta. Ngài ta tặng ta cái này có ý gì? Lúc trước nghe nói công tước đã tìm được Lyria điện hạ trở về. Lúc bệ hạ ban thượng, công tước không cần thứ gì, chỉ cần viên đá thánh của giáo hội. Không ngờ rằng ngài lại tặng viên đá này cho điện hạ. Được rồi, không nghĩ ra thì cứ nhận trước đi. Giúp ta bỏ vào trong ngăn tủ của thư phòng đi. Vâng, điện hạ. Quà nhiều quá, viết thư hồi âm cũng phiền thật. Viết mấy cái quan trọng. Cái gì thế? Đây là hả? Mật thất? Không phải là cho đùa chứ? Hoa văn này hình như đã gặp ở đâu rồi. Đây là sách có liên quan đến thần học. Loài người hầu hết khi sinh ra đều đã có ma lực hoặc thần lực dựa vào sự mạnh yếu để phân chia. Thần lực tương đối hiếm thấy. Hoàng thất quý tộc bởi vì mối quan hệ huyết thống đa số đều có ma lực rất mạnh. Trong số những dân thường, thỉnh thoảng có vài người có thần lực hoặc sức mạnh ma lực lớn. Người có ma lực sẽ được gọi là ma pháp sư
hoặc vũ giả. Còn người có thần lực thì sẽ thông qua quá trình học tập và kỳ thi gia nhập vào giáo hội, trở thành thay thế. Ở đây, đa số đều là những thứ liên quan đến thần học. Và giáo hội sẽ có mối quan hệ gì sao? Hả? Đây là cái gì? Qua qua. Abila. Con của ta. Là bà ấy. Mẫu hậu. Sinh nhật vui vẻ, con của ta. Kỳ lạ. Tại sao mình lại? Mẫu hậu. Cảm thấy rất đau lòng. Đây chỉ là hình ảnh của ta, con gái à. Mình còn cho rằng. Con đừng buồn, con có thể tìm đến đây. Điều đó nói rõ, con đã 14 tuổi rồi. Đáng tiếc, mẫu hậu không thể tận mắt chứng kiến lúc con 14 tuổi. Nhìn thấy những thứ này, ta nghĩ con nhất định sẽ có rất nhiều nghi vấn. Có một số việc cũng là lúc nói cho con biết. Điện hạ có tâm sự gì, phải không? Điện hạ. Không có gì. Điện hạ, nếu có tâm sự thì có thể nói với nô tỳ có thể chia sẻ với người. Jerome, ta không sao, có lẽ hôm nay hơi mệt chút thôi. Vậy điện hạ, nghỉ ngơi sớm đi. Nếu có cần gì thì có thể gọi nô tỳ bất cứ lúc nào. Cảm ơn cô, Jerome. Đây là việc nô tỳ nên làm, điện hạ không cần nói như thế. Chúc điện hạ ngủ ngon, mơ đẹp. Con à, ta từng là thánh nữ Nefana của giáo hộ. Lúc con chưa chào đời, ta đã cảm nhận được sự dao động ma lực mạnh mẽ trong cơ thể con và hơi thở thần thánh thấp thoáng của con. Ta tự mình nắm bắt lấy nó và biết rằng không thể nào ở bên cạnh để nhìn con trưởng thành. Con chính là người có thần lực và ma lực đầu tiên trên lục địa này. Năng lực đặc biệt này chắc chắn sẽ đem đến cho con rất nhiều nguy hiểm. Vì vậy, ta để lại sách cổ và bảo vật này. Chỉ cần con tròn 14 tuổi thì có thể mở được mật thất này. Nắm bắt được thần lực để bảo vệ bản thân. Mẫu hậu. Mẫu hậu nói vì bảo vệ sự an toàn của mình đã phong ấn thần lực của mình lại. Nói như vậy, Abila hoàn toàn không phải không có ma lực, thậm chí ma lực rất lớn. Lệnh cấm trên câu hỏi cô. Lệnh cấm mà hắn ta nói, không biết có phải là lệnh cấm của bầu hậu không? Một thần lực. Một ma lực. Phiền phức quá. Điện hạ, người chưa ngủ sao? Thôi đi, không nghỉ nữa. Đi ngủ thôi.
Đừng để ta thất vọng. Vâng. Không tập trung. Mấy ngày nay, mình lập tung căn phòng bí mật đó để tìm kiếm thử cách có thể phá giải lệnh cấm. Nhưng lại không có thu hoạch được gì. Hay. Làm sao thế? Không sao à, tối qua con ngủ không ngon giấc. Ngày mai con và Viraya cùng nhau đến học viện của đế quốc để học tập. Nhanh vậy sao? Nội dung kịch bản đã tiến hành đến đây rồi sao? Con cũng đến tuổi phải đi học rồi. Con và Lydia học cùng nhau, nhớ phải chăm sóc lẫn nhau đấy. Đây là việc con nên làm. Về phòng chuẩn bị đi. Buồn ngủ thì về phòng ngủ thêm chút nữa. Bảo Tamania giúp con sắp xếp. Vâng. Ê vô, cái này phải giúp Điện Hạ mang theo. Cái này Điện Hạ vào học viện nhất định sẽ dùng tới. Cái này nhất định không được quên. Cái đó. Thật ra có thể không cần mang nhiều như thế đâu. Không được. Hành lý của Điện Hạ nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Không thể để Điện Hạ chịu khổ bên ngoài được. Hiểu ý nhau? Không sao mà. Lirini, đến lúc đó lấy thân phận là thị vệ bên cạnh của ta để cùng đến học viện, đúng không? Bệ hạ bảo thần, bảo vệ an toàn cho Điện Hạ. Hành lý của ngươi đâu? Chưa sắp xếp xong sao? Đều ở đây hết rồi. Đây cũng được xem là hành lý của người à. Những cái này, còn có những đồ này. Những thứ này chính là hành lý của Lirini. Nếu Điện Hạ muốn chuẩn bị hành lý cho cậu ta thì nói với thần, thần sẽ đi chuẩn bị là được. Hà cớ gì phải đích thân Điện Hạ chuẩn bị? Không cần phiền như thế. Chăm sóc người bên cạnh cũng là bổn phận của công chúa. Cảm ơn Điện Hạ. Việc nhỏ thôi mà. Không phải là đến học viện sao? Tại sao còn chưa xuất phát vậy? Người của giáo hội nói công chúa xuất phát cần phải ban phước cho chúng ta. Vì vậy bây giờ đang đợi người của giáo hội đến đây. Giáo hội. Sứ giả giáo hội đến. Đây chính là. Sứ giả giáo hội, sứ giả thánh điện đến. Vinh hạnh của đế quốc, tham kiến hậu duệ của mặt trời. Hoàng đế bệ hạ, hai vị công chúa điện hạ. Cầu nguyện cho sự phát huy mạnh mẽ của thần linh sẽ mãi chiếu rọi cho đế quốc. Lâu rồi không gặp, hai vị công chúa điện hạ đã cao như vậy rồi. Lúc trước mình từng gặp qua hắn ta sao? Cảm ơn sự quan tâm của giáo chủ Wilson. Cảm ơn. Giáo chủ Winston. Cảm ơn sự quan tâm của giáo chủ Winston. Lâu rồi không gặp, Abila Điện Hạ sắp quên ta rồi.
Lúc mình đến mới có 12 tuổi, 2 năm một lần đều không gặp qua. Trong tiểu thuyết sao không thấy xuất hiện người này? Mình có thể biết được mới hay. Giáo chủ Winston, mà bắt đầu đi. Vâng, bệ hạ. Abila điện hạ, mở nhắm mắt lại. Nguyện cho bình minh lúc sáng sớm sẽ xuất hiện. Thần lên sẽ ở bên cạnh người, bảo vệ bình an cho người. Lúc này tình huống như thế. Abila điện hạ, làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao? Điện hạ có cần về nghỉ ngơi chút không? Ta không sao. Điện hạ có lẽ là ma lực trong cơ thể quá ít, nhất thời nhận được sự gia hộ của thần lực nên cảm thấy có chút khó chịu. Xin lỗi điện hạ, là do ta suy nghĩ không chu đáo, xem nhẹ việc này. Winston, đây chính là sự ban phúc của thánh điện các người phải không? Phụ hoàng, con không sao. Có lẽ giống như công tước đại nhân nói, là do cơ thể con quá yếu. Thật sự không sao chứ? Thật. Phụ hoàng. Phụ hoàng. Bộ lời chúc phúc của thánh điện kết thúc rồi, đúng không? Vâng, thưa bệ hạ. Nếu đã như vậy, hai con có thể xuất phát rồi. Bảo vệ tốt gia Bila công chúa. Vâng, thưa bệ hạ. Bệ hạ, để tới xin lỗi, thần điện của thần nguyên phá thánh tự cùng đồng hành với công chúa đến học viện học tập, bảo vệ sự an toàn của điện hạ. Thánh tự? Đây không phải chính là nam chính, Parolet sao? Nói ra bằng họ lúc vừa đến thì khiến cho mình rất kinh ngạc, người này lại có vẻ ngoài rất giống với pháp sư chim tinh đó. Parolet, Lea Vistrus, tham kiến hoàng đế bệ hạ, hai vị công chúa điện hạ. Parolet, Lea Vistrus, đúng là nam chính trong tiểu thuyết. Nguy rồi, nam chính đều đã xuất hiện rồi. Vậy không phải thời kỳ mình sắp chết sẽ đến nhanh rồi hay sao? Như vậy, thật tốt. Tốt cái gì chứ? Không tốt, con gái của ngài sắp chết rồi đấy. Làm sao thế? Có việc gì không vừa ý sao? Không có, chỉ là con không muốn rời xa phụ hoàng. Ở học viện học 3 năm sẽ qua nhanh thôi. Đến lúc đó thì con sẽ được trở về. Đúng vậy, sau khi bị hành hình ở học viện, thời gian chết của mình còn sớm hơn. Yên tâm, con có thể cứu được. Con biết rồi, phụ hoàng. Vậy, xuất phát đi. Vâng. Cuối cùng được yên tĩnh rồi. May mà ngăn chặn được phụ hoàng, phái một đoàn quân lính theo hộ tống. Đoàn hộ tống công chúa Abila. Mình không muốn vừa đến học viện bị người khác dòm ngó. Abila cự tuyệt đoàn quân lính đó, thật ra là không muốn bị bọn họ quản thúc, đúng chứ? Bọn họ có mặt ở đây và còn dáng vẻ bảo vệ công chúa. Chỉ có nơi này em mới cảm thấy thoải mái. Ở đây không chỉ có chúng ta, còn có đại nhân Paladin nữa đấy. Nói ra,
Đại nhân Palatine, có biết căn nhà ma thuật chiêm tinh không? Nói ra, đại nhân Paladin có biết căn nhà ma thuật chiêm tinh không? Abila Điện Hạ, tại sao lại hỏi như vậy? Không giấu đại nhân Paladin, tôi có gặp qua một người ở căn nhà ma thuật chiêm tinh, nhìn rất giống với ngài. Lại có chuyện này sao? Em cũng thấy rất bất ngờ. Trong tiểu thuyết về nhân vật nam chính này, được miêu tả rất nhiều. Thân là con của Thánh Điện Giáo Hội, Farolet Wright, có thể nói là dưới một người mà trên vài người. Người của Thánh Điện đều nói hắn ta lạnh lùng vô tình, rất giống với thần thánh trên cao. Dường như không có nhận được sự yêu mến. Mãi cho đến khi hắn ta gặp được nữ chính, Lyria, con của Thánh Điện Thiên Liên, đột nhiên hiểu được cảm tình. Biết khóc, biết cười, biết tức giận, so với lúc trước là hai người khác nhau. Lúc đầu khi xem tiểu thuyết, cảm động đến không nói thành lời. Và ngày hôm ấy, tình cờ gặp được người đó, thánh thiện, dịu dàng. Mặc dù cảm giác cuối cùng mang đến cho mình không được tốt lắm. Nhưng tính cách của hai người này lại khác nhau rất lớn. Căn nhà ma thuật chiêm tinh. Có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi. Người điện hạ nói. Là một nhà chiêm tinh. Sao ngài biết được? Ngài Wright. Chỉ là đoán mà thôi, điện hạ không cần nghĩ nhiều. Người giống nhiều, rất nhiều. Abila Điện Hạ không cần kinh ngạc. Được rồi, có lẽ là do tôi nghĩ nhiều rồi. Tại sao có cảm giác Lydia và Baloget quen biết nhau? Ảo giác sao? Điện Hạ đến thị trấn rồi. Thị trấn Innostan. Đây chính là nơi giao nhau của Học viện Innostan sao? Bọn họ có lẽ sẽ không đánh nhau chứ? Tôi ngủ giường, ngại quá, giường này thuộc về tôi. Chẳng lẽ nhìn như thế? Ngài Rice, mời. Ngài Lirini, mời. Hay là... Không phải chứ. Abila Điện Hạ, xin chuyên tâm dùng bữa. Mặc dù không biết Điện Hạ đang nghĩ cái gì, nhưng xin Điện Hạ hãy dừng lại những tư tưởng kỳ lạ đó đi. Ta chỉ có chút hiếu kỳ, buổi tối hai người làm sao ngủ cùng một giường. Không phải có hai giường sao? Đương nhiên là chia ra ngủ. Cái gì? Không phải chỉ có một cái giường lớn sao? Tôi hỏi qua ông chủ rồi, hai phòng còn lại, một phòng có giường lớn và một phòng có hai giường. Thế là phòng có giường lớn sẽ cho hai công chúa ngủ. Lyria, chị biết chuyện này không? Biết. À, Abila, không biết sao? Chị còn cho rằng là em biết đấy. Hợp lại, chỉ có một mình ta không biết. Làm em lo lắng nãy giờ. Được rồi, cũng không phải việc gì lớn. Nếm thử cái này, trước giờ chị chưa từng ăn qua đồ ăn kỳ lạ như vậy. Đây không phải là tiểu long bao mà kiếp trước mình thường ăn sao? Không ngờ rằng trong tiểu thuyết giả tưởng phương Tây điển hình này còn có thể ăn được thức ăn quê nhà, không hổ thẹn là thế giới tiểu thuyết không tưởng. Ngon quá đi. Đài truyền phát. Sao lại có nhiều người vậy? Dù gì thì Học viện Innostan
cũng là trường tốt nhất của toàn lục địa này. Người muốn vào học viện này đương nhiên cũng sẽ rất nhiều. Vậy chúng ta không phải sẽ xếp hàng rất lâu rồi. Điện hạ, hoàng thất sẽ có xe vận chuyển riêng, có thể trực tiếp đến học viện. Đúng, người của hoàng thất phải có chút đặc quyền. Đây chính là cảm giác có quyền thế sao? Chúc các vị điện hạ có cuộc sống vui vẻ ở học viện. Đây là đến rồi sao? Wow, wow. Học viện Innostan. Đây chính là học viện Innostan sao? Ồ, đây là những người quê mùa ở đâu đến thế? Đồ quê mùa, ở đây không phải là nơi các người có thể đến. Đồ quê mùa, ở đây không phải nơi mà các ngươi có thể đến. Lyria, đây cũng là học viên của học viện sao? Không biết, có lẽ là không phải. Điện hạ, thời gian báo danh sắp đến rồi, chúng ta mau vào trong đi. Vậy thì không cần quan tâm hắn ta, chúng ta đi thôi. Đây không phải là sao chổi đen đuổi Lirini sao? Người nói cái gì? Điện hạ, mặc kệ hắn ta, chúng ta đi thôi. Này! Không muốn biết sao chổi đen đuổi là gì sao? Người này có ý gì? Xem ra là muốn chống đối với ngài Lirini. Cái gì? Nói rõ đi, ngươi có ý gì? Điện hạ. Tôi còn có ý gì nữa, tôi chỉ là một người có lòng tốt, không muốn cô bị sao chổi này liên lụy mà thôi. Tên bên cạnh tóc đen đó của cô, có thể người không may mắn đã khắc chết chính mẹ của mình. Nếu muốn sống, cách tốt nhất là nên rời xa hắn ta một chút. À... thì ra người này là một kẻ hèn nhát. Cái gì? Lyria, người này thật kỳ lạ, rõ ràng là nhát gan, lại còn dám kết tội màu tóc và màu mắt của Lirini. Cô nói cái gì? Đừng cho rằng ta không nghe thấy. Chúng ta mau đi thôi, còn cho rằng là cái gì? Ở đây lâu với kẻ nhát gan, nói không chừng bản thân cũng sẽ trở nên nhát gan như thế đấy. Cô nói cái gì? Điện hạ, đừng kích động. Đừng cản ta phải cho cô gái đó thấy. Đó hình như là công chúa của đế quốc Fexeter. Cái gì? Lirini, ngươi ngẩn ra đó làm gì? Đi thôi. Thần đến đây. Thật thú vị. Ha ha, không sai, không sai. Lirini, làm sao vậy? Điện hạ, không sợ sao? Sợ cái gì? Sợ thần là sao chổi đen đuổi. Sẽ đem đến không... Ha ha ha, không sai, không sai. Lirini, làm sao vậy? Điện hạ, không sợ sao? Sợ cái gì? Sợ thần là sao chổi đen đuổi. Sẽ đem đến cho người đều không may mắn.
Chỉ là bởi vì ngươi có tóc đen trời sinh thì cho rằng sự tồn tại của ngươi là không may mắn sao? Chẳng lẽ không phải sao? Trên trái đất này có rất ít người có tóc đen giống như ngài Legendi, vì vậy mới bị những người đó cho rằng đây là sự tồn tại không may mắn đấy. Hả? Là như vậy thật không? Chỉ là mê tín vô căn cứ mà thôi. Nếu thật sự như thế, vậy thế giới mà mình tồn tại ở kiếp trước, chẳng phải toàn bộ đều là sự tồn tại không may mắn? Trong tiểu thuyết có miêu tả Legendi mà đến khi Abila đuổi cậu ta về quốc gia của mình thì không còn thấy nữa. Vì vậy, sự kỳ thị của thế giới này đối với tóc đen mà nói, e rằng sau khi trở về, không muốn tưởng tượng, quá thảm rồi. Legendi, người cúi đầu thấp xuống một chút. Vâng. Không sao rồi. Một đám quỷ nhát gan dám lấy diện mạo người ta ra chế giễu, bởi vì Legendi là tóc đen thì nói cậu ta là sao chổi không may mắn. Vậy Liraya có tóc vàng là thiên sứ chuyển kiếp sao? Ngài Wright có tóc màu bạc chính là sự hạ thế của thiên thần. Làm gì có ai miêu tả người như vậy, Abila? Vốn dĩ là như vậy mà. Vậy thì Abila điện hạ có tóc màu trắng thì nên gọi là gì chứ? Là nữ thần may mắn của tôi. Ha ha ha. Báo danh sắp đến trễ rồi, chúng ta mau đi thôi. Trời à, lúc này mình đang làm gì vậy chứ? Lại có chút rung động như thế sao? Abila, đợi chị với. Sắp bắt đầu rồi. Đây chính là nơi báo danh. Chào thầy, chúng em đến báo danh. Điền vào bản tình nguyện này. Vâng, cảm ơn thầy. Điện hạ, ở đây có chỗ ngồi. Đến đây. Học viện võ thuật ma pháp. Mọi người chọn học viện nào vậy? Võ thuật. Chị và ngài Bright đều chọn học viện ma pháp. Lirini, ta nhớ ngươi cũng có ma lực, tại sao không chọn học viện ma pháp chứ? Địa vị của ma pháp sư không phải cao hơn võ thuật sao? Sức lực đó không dùng sẽ tốt hơn. Đúng rồi, ma lực của Lirini là màu đen không may mắn. Vậy ta không có ma lực, ta cũng vào học viện võ thuật. Xong rồi. Điện hạ. Vất vả cho thầy rồi. Điện hạ nên đến học viện ma pháp. Người không có ma lực như ta, đến đó cũng không có tác dụng. Nhưng... Được rồi, Lugini. Nếu như chúng ta đều chọn học viện ma pháp, chẳng phải chỉ có một mình ngươi đến học viện võ thuật. Thần không sao cả. Hai, mặc dù địa vị ma pháp sư cao nhưng ta không có ma lực. Đi rồi chỉ khiến cho ta ở một nơi rất ngại ngùng, chỉ bằng đến học viện võ thuật, có thể không cần lo lắng ma lực cao hay thấp. Có chị học viện ma thuật, sẽ không có ai hức hiếp Babila. Đến rồi. Xem ra chúng ta phải chia ra rồi. Không sao, ít nhất chúng ta đều ở học viện, sẽ gặp lại nhau mà. Đại hội học viên sinh mới có thể gặp được nhau. Vậy, đại hội học viên sinh mới gặp nhau nhé. Đại hội học viên sinh mới gặp. Điện hạ yên tâm, thần sẽ đi tìm người.
404. Ở đây có là phòng 404. Làm phiền rồi. Chào mọi người. Abila Điện Hạ. Belera. Đây chính là công chúa phế vật đó. Abila Điện Hạ. Tiểu thư Belera, không ngờ rằng có thể gặp cô ở đây. Đây chính là công chúa phế vật. Mifara. Chẳng lẽ không phải sao? Không có ma lực, không phải là phế vật thì là cái gì? Cô ta còn có thể học cái gì? Không có ma lực, chỉ là không thể học ma pháp mà thôi. Còn có kiếm thuật, có thể học được. Tôi nghĩ kiếm thuật sẽ không yêu cầu có nhiều ma lực. Được rồi. Mifada Mephito. Người bên cạnh đây là Maria. Belera Esther. Abila Lavolos. Sau này xin chị giáo nhiều. Đại học sinh viên mới. Hoan nghênh các em đến học viện Innostan. Các em sẽ trải qua cuộc sống học tập và sinh hoạt ở nơi đây. Lão già này nói nhiều quá. Mifara. Biết rồi, biết rồi. Lirini, bởi vì mỏng mắt không may mắn, bị bạn cùng phòng bài xích, dứt khoát ngồi chung với chúng tôi. Vẫn chưa nói xong sao? Còn sớm mà, phía sau còn có sinh viên mới đại diện lên phát biểu về Học viện Ma Pháp và Học viện Võ Thuật. May mà bọn cùng phòng của mình không để ý đến màu tóc của Lirini. Thời gian vẫn còn sớm, đây là Lirini. À, xin chào Belera. À, cuối cùng đã nói xong rồi. Sau đây mời tân sinh viên lên phát biểu về Học viện Ma Pháp. Cô đoán tân sinh viên mới phát biểu sẽ là ai? Tôi không biết. Chào mọi người. Tôi là sinh viên mới đại diện Học viện Ma Pháp phát biểu. Liria Lavovlos. Nhân vật nữ thần cao cấp, cô ấy cũng họ Lavovlos, không phải chính là công chúa bị lưu lạc mấy năm trước được tìm về sao? Đúng vậy. Không hổ danh là nữ chính, bất luận ở đâu cũng đều là trung tâm. Tôi ra ngoài một chút. Hả? Ồ, được. Cô ấy muốn đi vệ sinh sao? Đợi cô ấy trở về sẽ hỏi sao? Mình cũng muốn đi. Còn bao lâu nữa vậy? Đợi tân sinh viên của Học viện Pháp thuật phát biểu xong, chắc có lẽ là sắp xong rồi. Sau đây mời tân sinh viên Học viện Pháp thuật lên phát biểu. Chào mọi người. Hả? Đây không phải là... Lại là... Tôi là tân sinh viên của Học viện Pháp thuật, Belera Aster. Đại hội tân sinh viên chính thức kết thúc. Các em có thể về phòng học để bắt đầu khóa học của mình rồi. Đã nói là cùng nhau học kém, nhưng lại trở thành học sinh giỏi. Đây chính là sự chênh lệch của thế giới phải không? Tôi cho rằng các cậu đều biết. Dù gì tôi cũng là họ Ash, thượng tướng Ash. Thì ra là Ash tớ. Trong tiểu thuyết, thượng tướng Ash, anh dũng, thiện chiến, con cái trong nhà đều kế thừa đặc điểm này của ngài ấy. Lúc đầu nhìn thấy Belera thì đã biết. Nhưng không ngờ rằng lại lợi hại như vậy, có thể làm đại diện. Đúng rồi, mọi người lớp nào? A. F. Đều ở cùng một ký túc xá.
tại sao mình lại cùng lớp thấp nhất với tên này chứ? Học viện nghe nói than, ngoài lực lượng giáo viên hùng hậu ra, còn có sự cạnh tranh rõ ràng. A. Lớp giỏi nhất. B. Lớp tinh anh. C. Lớp cao cấp. D. Lớp trung cấp. E. Cấp thấp. Và cuối cùng, F. Lớp thấp nhất. Không phải chứ, mình đường đường là một tiểu thư quý tộc, sau này phải ở chỗ này đi học sao? Tôi cũng là công chúa, không phải cùng một lớp này chứ. Chấp nhận số mệnh đi. Các thiếu gia, tiểu thư ở lớp thấp nhất. Chủ nhiệm lớp F, Billy Potter, Aliva. Mặc dù là lớp F, quả thật có danh hiệu là lớp thấp nhất, nhưng nói thẳng ra như vậy sẽ khiến cho tất cả mọi người ở lớp này có cảm giác bị xúc phạm. Người có ý gì? Mifala. Có nói gì sai sao? Các em chẳng qua chỉ là một đám học sinh không có tài năng gì hết, thực lực yếu, không ai cần. Người thất bại. Nếu muốn chứng minh với ta các em có năng lực, thì đầu tiên chạy lên đến đỉnh núi của ngọn núi này đi. Đây chính là bài học đầu tiên của các em. Có thể làm được không? Nhất định phải làm được. Tôi không muốn bị người khác xem thường. Các bạn học phế vật thân mến. Các bạn rốt cuộc thật sự là phế vật hay là phế vật có thể có khả năng thì phải xem các bạn có thể lấy được thẻ học sinh trên đỉnh núi này không? Tiện thể nhắc một chút, thẻ học sinh này tương đương với giấy thông hành của các bạn. Không có nó, các bạn nói không chừng sẽ không sống nổi ở học viện này đâu. Người này quả nhiên rất ác độc. Đội ngũ như thế, thật sự có thể lên đến đỉnh núi không? Vậy thì cuộc thi bắt đầu. Không có bỏ ra chứ. Có lẽ đã lên hết rồi. Siêu lây. Làm sao thế? Xem ra là chịu chân rồi. Có bạn nào có ma pháp chịu khỏi không? Tôi biết. Tạm thời không có vấn đề gì, nhưng cần có thời gian tĩnh dưỡng. Tôi không làm nữa. Không làm chính là phế vật đúng không? Tôi chính là phế vật thì sao chứ? Cô nói lại lần nữa. Cô nói lại lần nữa xem. Mifala, cậu hà cớ gì phải như thế? Shirley, cậu không sao chứ? Nếu cô cam tâm làm phế vật, vậy thì cả đời này làm phế vật đi. Mifala. Chính là tình tiết này. Abila và Mifala bất đồng quan điểm cả nhau một dần. Và kết bạn với Silay, người bạn của cùng chí hướng. Cuối cùng lại là người chỉ ra hung thủ hãm hại hoàng đế, phạm vào Abila, chỉ ra cô ấy là hung thủ. Trong ngoài chuyện liên quan đến Mifala, có đề cập đến Mifala tại sao lại tức giận như vậy.
Mifala là nhị tiểu thư nhà Mafito, tính cách bướng, tự cao tự đại và độc đoán. Thực tế là ma lực rất thấp, không có được năng lực như đại tỷ. Lại vừa không có được sự yêu mến như Tam Muội. Xếp hạng thứ hai như cô ấy, không tốt cũng không xấu, nhưng dần dần bị lạnh nhạt. Vì muốn có được sự coi trọng, dần dần trở thành dáng vẻ ngang ngược, không nói lý lẽ như bây giờ. Nói ra, tính cách và từng trải của Mifala rất giống Abila. Sau khi Lyria được đón về, Abila không bằng công chúa lớn lên ở vùng quê nghèo, dần dần bị người khác lạnh nhạt. Hai người bị nói nhiều nhất, cũng chính là người không thích nghe nhất, chính là phế vật. Cô có biết người như thế nào mới được coi là phế vật thật sự không? Bản thân mình cho rằng mình là một phế vật. Bản thân cho rằng mình là phế vật hay sao? Cô đến đây làm gì? Tôi đến để cố gắng không trở thành phế vật. Tùy cô. Trong lớp này có rất nhiều người giống như Abila, Mifala. Chúng ta đều không cam tâm trở thành phế vật như ngài ấy nói. Trước mắt chỉ có một mục tiêu. Đỉnh núi. Hai. Cuối cùng. Chúng ta đã đến nơi rồi. Đẹp quá. Có lẽ cái tác đó của Mifala đã có tác dụng. Không những có người có thể bắt đầu đứng lên. Hoặc có lẽ khả năng trời phú của chúng ta thật sự rất kém. Hoặc là có lẽ tính cách của chúng ta thật sự không được sự yêu mến của mọi người. Nhưng chúng ta có sự kiên trì của bản thân. Cuối cùng đã đến rồi. Bất luận thế nào. Mệt chết được, mau nghỉ chút đi. Chúng ta đều sẽ. Mau nhìn xem. Đã đến đỉnh núi rồi. Xem ra, các em không phải là phế vật. Không cần lo lắng như vậy, bài học hôm nay đã kết thúc rồi. Mỗi người một chai sau khi về pha để tắm đi. Là đồ vật này rất quý đấy. Tên này được cái gì vậy chứ? Thầy nói mỗi người một chai, nhưng ở đây chỉ có một chai, làm sao chi đây? Tôi xem. Ở phía trên này hình như có dấu tích của ma pháp. Tôi có thể thử không? Còn như thế sao? Việc này có gì khó đâu. Phía trên của dấu tích ma pháp gấp lại, sau khi được mở ra thì sẽ phục hồi nguyên trạng của nó. Bất luận thế nào, đây là món đồ tốt. Nào, mỗi người một chai, cẩn thận. Thầy đã nói thuốc ma thuật này rất quý đấy. Cảm ơn thầy, Aliva. Ai đã nhắc tên ta thế? Thì ra thầy ấy cũng là có thể về một cách bình thường. Tan học.
Cuối cùng đã tan học rồi. Đợi chút nữa chúng ta đi ăn cái gì nhé? Đợi đến nhà ăn rồi bàn tiếp. Kể từ sau ngày thi hôm đó, Shelley hình như nảy sinh một tình cảm không thể nói ra với Mifala. Việc đó, Mifala, chút nữa có thể hẹn cô cùng đi ăn cơm không? Thật ngại quá, chút nữa tôi phải đi ăn cùng các bạn cùng phòng. Đi thôi, Shelley. Cô ấy... Lúc nãy cô ấy cười với mình rồi. Nhà ăn. Điện hạ. Để mọi người đợi lâu rồi. Đi thôi. Mau đi thôi, sắp đói chết rồi. Wow, nhiều thức ăn quá. Nhà ăn này rất giống với lúc trước tôi học trung học phổ thông. Cái gì? Không có gì. Đi tìm chỗ ngồi đi. Abila, ở đây. À, Liria, chúng ta ở bên đó đi. Không ngờ rằng ngài White cũng ở đây. Abila, giới thiệu với em một chút. Đây là những bạn cùng phòng của chị. Đây là Cola. Ash. Philia Lina. Chào mọi người, tôi là Abila. Tôi biết rồi. Thật sao? Đương nhiên rồi, cô rất nổi tiếng mà. Có tiếng là không có ma pháp. Công chúa phế vật. Nổi tiếng không có ma lực. Công chúa phế vật. Cô quý gì? Hả? Chẳng lẽ không phải sao? Tiểu thư Ash, có biết bản thân mình đang nói gì không? Mọi người, bản thân mình còn chưa nói gì mà, mặc dù điều cô ấy nói quả thật là sự thật. Tôi không có ý xúc phạm, chỉ là mọi người đều nói như vậy. Thất lễ rồi. Ash nói chuyện có chút thẳng thắn. Xin lỗi Abila, đã đem đến phiền phức cho em rồi. Không sao. Đúng rồi, ngài Bright, bạn cùng phòng của ngài đâu? Có việc thì tìm Lyria, không có đi cùng bọn họ. Như thế à? Trong tiểu thuyết nói, nam nữ chính ở chung với nhau là điều rất bình thường. Đúng rồi, Abila. Đây là bánh quy trong tiết học làm bánh cho em đấy. Giáo trình của Lyria và mọi người còn có làm bánh. Là môn tự chọn, những món làm trong giờ học có thể mang về, làm nhiều chút cho em. Cảm ơn. Còn có cái này, đây là món đồ trong lớp giờ học sáng chế nên, mặc dù hiệu quả có thể không bằng ở ngoài các cửa tiệm bán. Chị Lyria đối với Abila thật tốt, mấy bánh quy đó tôi xin mãi mà không cho, còn có cuộn giấy ma thuật tự tay chị Lyria tự tay làm nữa. Không giống tôi, chỉ có thể bị chị Lyria đuổi đi bảo tự làm đi. Không công bằng. Thật sao? Tại sao cảm thấy rất giống mùi vị trà xanh nhỉ? Dù gì việc mình không có ma lực cũng không phải bí mật gì, chỉ bằng lấy nó. Cảm ơn, Lyria. Huống hồ đây còn là đồ vật nữ chính tự tay làm, một đại pháp sư trong tương lai. Abila, mọi người chút nữa tới thư viện không? Không biết nữa. Tiết học hôm nay mệt quá, tớ muốn về phòng ngủ thêm chút nữa. Tớ mời Marie buổi chiều phải lên lớp luyện kiếm để làm nóng cơ thể. Sớm như vậy sao?
À, xin lỗi, cô không sao chứ? Tránh ra. Lớp nào? Tên? Nguy rồi, đây là cô Marit, giáo viên ma thuật lớp của chị, ghét nhất là người có ma lực thấp. Cái gì? Tiêu rồi. Cái thế giới lấy ma thuật là tôn quý nhất, khi nào mới có thể không nhìn vào ma thuật nữa đây? Lớp nào? Tên? Lớp F, Abila. Abila? Vâng. Chính là công chúa phế vật, không có ma lực được đồn đại đây à? Lời đồn đại nói, quả thật như vậy. Cô Mifala. Nhưng tớ không sao. Quả là tự mình biết mình. Em biết trong ma thuật em không có thiên phú gì, nhưng trong võ thuật em nhất định sẽ cố gắng. Hy vọng như vậy. Người gì vậy chứ? Lúc nãy cậu chẳng tới làm gì? Không để tớ nói thay Abila. Người đó là giáo viên, nếu rất tồi, sau này trong tiết học, cậu sẽ không có ngày tháng tốt đâu. Vậy thì sao chứ? Điện Hà. Không sao đâu, Lirin đi. Xin lỗi, Abila, chị không ngờ cô lại đối xử với em như thế. Lúc trước trong giờ học, thái độ cô đối với những học sinh học không tốt cũng rất kỳ lạ. Đối xử như thế với Abila đã coi là tốt rồi, ít nhất không có trừng phạt gì. Thật sao? Vì vậy, mình phải nên mừng đúng không? Chúng ta nên đi thôi. Biết rồi. Chị đi đây, Abila, nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân. Những cuộn giấy ma thuật đó, lúc cần thiết có thể bảo vệ em. Biết rồi, cảm ơn Lyria. Tôi cũng đi đây. Ừ. Vậy bọn chị đi đây. Mau đi đi. Thật không ngờ, trong học viện như thế này, lại có những giáo viên lấy năng lực để phán xét người khác. Người như thế rất nhiều. Cái gì? Không có gì. Nói ra, Marie cũng thật lợi hại. Những gia tộc thế gia từ nhỏ học võ đạo đều không bằng võ đạo của Marie tự mình học. Thật sự rất lợi hại. Hay là, Marie, cậu cũng dạy tôi đi. Làm gì mà lợi hại như cậu nói? Những cái đó. Chẳng qua là đạo lý để sinh tồn mà thôi.